xuống phường tao báo thằng này đi kích cá. Rồi mới câu thế này cho nó nhanh. Lên phường không nói nhiều. Mấy đồng một con cá. Cá nó ở dưới đất nó chui lên. Rồi ra đến đồng không mông quậy rồi. Cuối này còn xa lắm. Chờ từ lúc 7 rưỡi. Em gọi là biết cần chờ hồi cháu một tí. Mình thấy ông đứng cái tiểu ông nào. Từ chỗ nào? Ông cái ở mưa này. Con gì rạch rạch cái này? Ta cũng phải đi gắn tay vào cho nó chắc ăn. Này Huynh ơi, túi này. Không phải xô, nó phải túi. Thật, nó mẹ cái xô đi hơn nhỉ. Mấy mương này không gì à? Đấy mẹ toàn là mảnh xanh mảnh chai này đi cho đất. Đi dọc bờ này này như thế này. Đấy rồi. Đó, cái bờ này này. Sâu chẳng lắng thua. Nhưng mà thương trên này có gì đâu. Khu này mẹ ngày xưa tao đi chân trông. Ngày nào mà cả khu này. Đây là bờ đồng nhà anh. Con thua tại này. Con số đồng con. Thấy lươn nhỉ. Sốt sốt huyết thì đang nhiều ba thằng quần đùi áo cọc. Giờ này hết giờ hoạt động của sốt rồi. Không sợ. Ấy. Cá gì đấy? Toàn cá vạn long. Toàn vạn long. Trước ban ngày đi dí chỗ này hay được cá rô nhỉ. Hôm nay là toàn vạn long. Nước lông nhỉ. Cá rô con này chết cùng keo này. Đây rô đồng này bé tí. Rô đồng này hai con rô đồng này. Lúc đấy không kéo chỗ này đầy rô đồng ấy, thằng Nghĩa đéo dí mẹ đây bắt ít rô đồng nữa này Nghĩa. Anh ta ấy túi ba vị, hai túi, một túi bắt rắn, một túi bắt cá. Một cái đấy rô đồng này. Đấy, những con rô đồng đầu tiên, ngon.
Con này là con rô đồng rồi con gì? Kiểu nghĩa. Này anh ta ấy, đèn pin này. Đưa anh có. Thừa đèn pin à? Hất xuống. Tao còn lạ gì mẹ. Tao còn nói chuyện anh em Việt Vinh. Thế đéo nó cũng chả có rô thì mẹ nó nhiều này cơ mà. Đây này. Đúng rồi. Ui bạn nằm. Này thì chốc có hồi đúng không? Vâng. Lắm vặn lòng thế. Nó lẫn cả rô đấy biết đâu nhỉ. Đây con cá rô to tướng này anh Tài. Đây Nghĩa vớt lên em. Đây này thằng kia bỏ sót này. Hai con cá rô này. Ui gì cái thằng Nghĩa. Này mấy con? Ba con cá rô này. Ui gì thằng Nghĩa này. Ba con. Ba con cá rô đồng này Nghĩa ơi to. Cái thằng. Rồi anh bắt cho. Một. À nó vẫn hồi. Đây đây con này đây. Đấy đúng rồi. Trứng cỏ thì mẹ dí đầy vô đồng ấy. Thằng Nghĩa cứ lướt xa lướt sớn đi. Nó hồi lại nó chạy đi hết rồi. Nhờ anh nhờ. Đây này đây con này phải không? Thế trong cái cống này thì đèo nó chẳng có Nghĩa que. Mỗi tội như này thì nó chạy hết rồi. Con này phải đây không? con này đây anh. Đây hai con vô đồng đây. Đây 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 anh. Bé rô đồng phải đéo bắt cái thằng rốt nè. Nhiều rô đồng phết gì. Đây rô đồng nữa này. Anh ta ơi. Đây. Đâu bạn không? Ấy, có đây cơ mà. Đấy, chả rô đồng. Đây nữa rô đồng này, cái thằng Nghĩa. Ôi chạy mẹ rồi. Đây này, đây này nó đang ngớp đầu này. Anh em mình tận diệt hơn, thằng kia này đi bắt này nhí nhẳng. Rô đồng nhìn người nó khác con vận long. Chả đầy rô tí mà đi kích lại cái mương này. Đầy rô. Nhá anh nhở. Chưa. Ông phải vớt cá vạn long lên. Nước màu nó kinh, màu nó sẩm quá. Nhìn này. Nó mương này đầy rô đồng. Nó quay cứ chạy như ma làn này. Như đây lên trên kia bị cống vàng bị lắp hết. Trời, chả khối rô đồng rồi anh nhờ. Lấy ra mà bắt kỹ, nó dí kỹ thì bắt nhiều lắm. Con lươn đầu tiên. Có con kia chạy tít ra ngoài đây này nghĩa này. Gì đấy? Đây có con chạy tít ra đây.
Thấy gì không anh? Trốn rồi. Có con gì chạy nhỉ? Chú béo nào nhỉ? Lúc đấy ở đây là con lươn nó phi ra cho anh Tài nhỉ? Đúng rồi. Chọc 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 chọc. Sộp 2 cân. Ấy. Ui ui, chỗ này vừa có con đéo gì dãy to lắm, biết ở chỗ nào. Đây giống muống sạch Hà Nội này. Thôi. Con gì đấy? Cái gì? Nè, còn ông lấy kích phát nó chạy hồ mầm nha. Chíu chíu. Ao này trồng cái gì nhỉ? Cần. Ao này trồng cần già. Đây con lươn đây, con lươn đây. Đây giữa cái tâm đèn của em đây đây đây. Đây đây đây. Đấy đúng rồi. Đấy, đấy rồi, con lươn. Chứng tỏ đây chỉ hơi dây nhẹ thôi nha, mình đéo nhìn thấy. Phải không? Phải không? Nó chỉ hơi dây nhẹ thôi xong rồi nó trườn. Rô à? Đèn con bọ nó chui đầy vào mặt. Úi, chết mẹ mày. Con gì đấy? To to đấy. Con dãy ở chỗ đây này. Chỗ đây cơ mà. Chỗ kia kìa, anh thấy nó dãy chỗ kia kìa. Đấy, chỗ cái vợt đi. Dãy to phết. Khả năng là chê. Nghĩ không phải định vị xem nó dãy ở đâu. Đạn long chết rồi, thành phanh. Con gì chạy đây? Con gì đúng chỗ đèn anh sợ này. Ở đây còn xác ốc nứa chết này. Cái ruộng ao bèo tấm ngoài kia nhiều nghĩa. Quay lại cái ruộng đấy có lươn. Ví dụ cần đấy.
con sộp hay sao ấy. Đây như con sộp chết này. Đây con sộp chết đây. Đấy, con sộp đầu tiên. Đâu, Huynh. Anh nhìn thấy rồi, tính nghĩa nó không nhìn thấy. Đấy, sộp. Con này đéo dây thế nào anh Tài nhỉ? Không riêng cá sộp yếu cực kỳ. Dí phát trả dây chứ kéo này. Con gì ấy? Nên đi anh đừng chuyển. Đừng đừng gì chết. Tí nữa là nó tỉnh. Nhanh lên dùng chạy bây giờ. Lật mẹ lên. Ôi giời, con sọc đen sọc trắng con này nó mà phập cho phát thì nát đời tình yêu. Mình đang đi nhìn thấy nó khúc đen khúc trắng nó nổi lên nhìn kinh vãi đái này. Lật lên nào nghĩa. Lật lên nhìn xem nó có dã man không. Hôm ở bờ hồ Vân Dũng nghĩa như nhìn thấy con này à? Cũng được con bằng này à? Úi giời. Đầu ngóc ngóc vậy. Úi đít mẹ. Úi giời. Con này nó có bành sao? Không. Con này nó phập phát chả chết rồi. Thôi được rồi mà chả cần dí nữa đâu em. Ui phọt cứt rồi. Ôi, không còn gì nữa đâu. Ờ. Đấy mẹ tiên sư con này nó mà phập phát được chân thì xong đời. Gớm nhỉ, ở đây lắm con khúc đen khúc trắng nhỉ. Mình đang đi. Mình đang đi nhìn thấy kinh cả người. Nó vẫn dậy kìa. Túm đầu, túm đầu được rồi. Chết rồi con đâu. À bây giờ túm đầu thôi. Túm đầu, túm đuôi nguy hiểm. Cứng rồi. Túm đầu đây không còn cầm nó mổ mẹ tay là cầm mẹ hơn mét nhỉ ghê thế thì mẹ đang đi nhìn thấy nó bò vãi cái này đây nhìn thấy nó đang bò ở đây nó bị sập nhát vào chân ông nghĩa quay thì thôi thôi được khúc đen khúc trắng này vãi đái chưa. Mẹ giống này mà đi nó tập phát ở chân thì thôi rồi. Mẹ nhìn kinh mới đãi. Đang đi thì nó chuẩn. Ông kia ông mang phần đâm rượu này, kích chết rồi. Chỗ này nó có một đôi đấy, còn một con nữa. Con này đang đi săn mồi.